Chào mừng tất cả các con đã đến với khóa học Tiếng Việt lớp 5, bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống trên trang web olm.vn. Các con thân mến, kết thúc chương trình lớp 4, chúng mình sẽ bước sang chương trình lớp 5. Trong chương trình Tiếng Việt lớp 5, ta sẽ được tìm hiểu những kiến thức vô cùng thú vị và bổ ích. Các con đã sẵn sàng tham gia hành trình khám phá kiến thức với cô chưa nào? Mở đầu cho chương trình tiếng Việt lớp 5, chúng mình sẽ đến với chủ đề mang tên Thế giới tuổi thơ. Ta biết rằng tuổi thơ là quãng thời gian vô cùng đáng nhớ đối với mỗi người. Ở đó, chúng ta trải qua những ngày hạnh phúc với biết bao kỷ niệm bên gia đình, bên bạn bè. Mở đầu cho chủ đề là một bài đọc nói về trải nghiệm thú vị của các bạn nhỏ ở nông thôn. Muốn biết trải nghiệm đó là gì, thú vị ra sao, các con hãy chú ý lắng nghe. Và quan sát bài giảng này nhé. Trước tiên, hãy cùng cô đến với hoạt động khởi động. Chúng mình thấy trên màn hình có hình ảnh của hai bạn đang chơi thả diều và có hai bạn đang chơi đá bóng. Chúng mình hãy nêu thông tin về các trò chơi này qua các câu hỏi tương tác sau đây nhé. Cô tuyên dương các bạn vì đã có câu trả lời rất xuất sắc. Cả trò chơi thả diều và đá bóng đều được chơi ở những nơi bằng phẳng, rộng rãi, an toàn. Ta thường thả diều ở những nơi như bờ đê, cánh đồng. Và chúng ta thường đá bóng ở những nơi như là sân bóng, sân nhà hay đồng cỏ. Với trò chơi thả diều, chúng mình sẽ điều chỉnh cho diều bay lên cao theo chiều gió. Còn đối với trò đá bóng, các con sẽ tổ chức thành hai đội bóng để thi đấu với nhau các đội sẽ ghi bàn thắng bằng cách đá bóng vào lưới của đối phương trò chơi thả diều trò chơi đá bóng thường được chơi ở ngoài trời các con ạ hoạt động ngoài trời sẽ giúp chúng ta nâng cao sức khỏe thể chất tinh thần đồng thời còn giúp chúng ta được hòa mình vào thiên nhiên cảm nhận được vẻ đẹp của thiên nhiên quanh mình các bạn nhỏ trong bài đọc mà chúng ta tìm hiểu ngày hôm nay cũng vậy các bạn đã tham gia một trò chơi rất thú vị trò chơi đó gắn với một hình ảnh thiên nhiên vô cùng quen thuộc, đó là gió. Hãy cùng cô tìm hiểu. Bài đọc mang tên Thanh âm của gió. Trước tiên chúng ta sẽ luyện đọc bài đọc này. Các con chú ý, ta sẽ đọc với tốc độ vừa phải, chú ý thể hiện tâm trạng thích thú trong lời nói của các nhân vật, chú ý ngắt nghỉ đúng vị trí ở những câu dài, luyện đọc những từ ngữ dễ phát âm sai như là lấp lánh, đầm mình, lần lượt, thung lũng, vân vân. Bây giờ hãy lắng nghe cô đọc mẫu. Thanh âm của gió Chúng tôi đi chăn trâu, ngày nào cũng qua suối. Cỏ gần nước tươi tốt nên trâu ăn cỏ men theo bờ suối, rồi mới lên đồi, lên núi. Suối nhỏ, nước trong vắt, nắng chiếu xuống đáy, làm cát, sỏi, ánh lên lấp lánh. Một bên suối là đồng cỏ rộng, tha hồ cho gió rong chơi thỉnh thoảng gió lại vuốt qua tai chúng tôi như đùa nghịch chiều về đàn trâu no cỏ đằm mình dưới suối chúng tôi tha thẩn tìm những viên đá đẹp cho mình bỗng em bỗng nói ơ em bịt tai lại nghe tiếng gió lạ lắm bịt tai thì nghe được gì tôi hỏi bỗng bịt tai lại rồi mở ra và cứ lặp lại như thế anh thử xem đúng rồi tờ cũng nghe thấy tiếng gió thổi hay lắm Điệp xeo lên. Vừa nói, nó vừa lấy tay bịt hai tay rồi mở ra như bóng chỉ. Cả hội tụ lại, lần lượt đưa hai bàn tay lên bịt tay. Nghe u u u. Văn cười. Không, phải thật im lặng, đầu mình nghĩ gì thì sẽ nghe tiếng gió nói ra như thế. Thành nhíu mày như đang tập trung lắm. Đúng rồi, tớ nghe thấy vui 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 vui. Còn tớ nghe thấy cười 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 mỗi đứa nghe thấy một thanh âm cứ thế gió chiều thổi từ thung lũng dọc theo suối mang theo tiếng nói trong đầu mỗi đứa bay xa đứa nào cũng mê mải theo tiếng gió cho đến khi văn la lên gió nói đói 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 rồi cả hội giật mình chiều đã muộn mặt trời xuống thật thấp chúng tôi lùa trâu về không quên đưa hai tay lên giữ tay để vẫn nghe tiếng gió Tối đó, tôi và bống kể cho bố mẹ nghe về trò chơi bịt tai nghe tiếng gió. Bố bảo mới nghe chúng tôi kể thôi mà bố đã thích trò chơi ấy rồi. Bố còn nói nhất định sáng mai bố sẽ thử ngay xem gió nói điều gì. Theo Văn Thành Lê. Như vậy, các con đã lắng nghe cô đọc mẫu bài đọc này rồi, chúng mình hãy luyện đọc bài này thật nhiều lần để có thể đọc một cách trôi chảy và diễn cảm các con nhé để tìm hiểu nội dung của bài đọc chúng mình đến với phần tiếp theo phần trả lời câu hỏi câu hỏi đầu tiên khung cảnh thiên nhiên khi các bạn nhỏ đi chăn trâu được miêu tả như thế nào khung cảnh thiên nhiên được miêu tả như sau cỏ gần nước tươi tốt cho nên trâu ăn cỏ men theo bờ suối rồi mới lên đồi lên núi suối nhỏ nước trong vắt năng chiều xuống đáy làm cát sỏi ảnh lên lấp lánh một bên suối là đồng cỏ rộng tha hồ cho gió rong chơi và thỉnh thoảng gió lại vút qua tai như đùa nghịch như vậy ta thấy rằng khung cảnh thiên nhiên được miêu tả rất êm đềm rất sinh động đúng không nào ta tiếp tục bài học với câu hỏi số 2 em bống đã phát hiện ra trò chơi gì hãy cho cô biết câu trả lời của các con Chính xác, em bống đã phát hiện ra trò chơi bịt tai để nghe tiếng gió. Bịt tai lại rồi mở ra và cứ lặp lại như thế là có thể nghe được tiếng gió. Vậy theo các con, vì sao các bạn nhỏ lại thích trò chơi đó? Bởi vì trò chơi này đã tạo ra những trải nghiệm rất thú vị, mới lạ và hấp dẫn. Bạn nào cũng làm theo cách mà bống chỉ rồi hào hứng chia sẻ âm thanh của tiếng gió mà mình nghe được diệp reo lên cho rằng tiếng gió thổi rất hay. Văn nghe thấy tiếng gió kêu u u u, có bạn thì nghe thấy tiếng gió kêu vui 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 rồi kêu cười 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 cười. Dường như tất cả chúng ta đều cảm nhận được niềm vui và sự thích thú khi thực hiện trò chơi này của các bạn nhỏ trong bài đọc. Cô mời các con tiếp tục bài học với câu hỏi số 3 việc bố hưởng ứng trò chơi của hai anh em nói lên điều gì chọn câu trả lời dưới đây hoặc nêu ý kiến của bản thân các con chúng ta có các ý như sau a trò chơi hấp dẫn đến nỗi người lớn cũng thích chơi b bố khuyến khích các con chơi những trò chơi ngoài trời và c bố muốn hòa nhập vào thế giới trẻ thơ của các con chúng ta chú ý đọc kỹ đoạn cuối của bài đọc này tối đó tôi và bóng kể cho bố mẹ nghe về trò chơi bịt tai nghe tiếng gió bố bảo mới nghe chúng tôi kể thôi mà bố đã thích trò chơi ấy rồi bố còn nói nhất định sáng mai bố sẽ thử ngay xem gió nói điều gì chúng mình thấy rằng các phương án a b và c đều có ý đúng bố vừa cảm thấy trò chơi hấp dẫn vừa muốn khuyến khích các con chơi những trò chơi ngoài trời và đồng thời cũng muốn hòa nhập vào thế giới trẻ thơ của các con ngoài ra các con có thể đưa ra câu trả lời của riêng bản thân mình đừng ngần ngại chia sẻ câu trả lời với các thầy cô và các bạn nhé và đây là câu hỏi cuối cùng tưởng tượng con cũng tham gia vào trò chơi bịt tai nghe gió hãy nói với các bạn điều mà các con nghe thấy các con có thể tham khảo hai ý sau đây của cô ví dụ như tớ nghe thấy tiếng gió đang hát hay là còn tớ thì nghe thấy tiếng gió thổi như tiếng sóng vỗ dì dào bài tập này cũng đã kết thúc các câu hỏi ở trong sách giáo khoa từ đây chúng ta rút ra được nội dung chính của bài đọc hãy trả lời câu hỏi tương tác sau đây để cho thấy nội dung chính của bài đọc thanh âm của gió rất chính xác bài đọc cho thấy những thanh âm thú vị của gió qua trò chơi của các bạn nhỏ khi đi chăn trâu qua đó chúng ta thấy được vẻ đẹp của thiên nhiên, thấy được sự gắn bó khăng khít giữa thiên nhiên, con người, cũng như những kỷ niệm êm đẹp, đáng nhớ của tuổi thơ. Video bài giảng của chúng mình đến đây là kết thúc. Cô cảm ơn tất cả các con vì đã chú ý lắng nghe và theo dõi. Mong rằng bài đọc ngày hôm nay sẽ đem lại cho chúng mình những kiến thức bổ ích. Hẹn gặp lại các con trong những bài giảng tiếp theo trên olm.vn.